Xin chào, tôi là Tuấn Bẹo. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật sút bóng bằng mu, bàn chân chính diện. Bước 1, chạy đà một góc 45 độ theo hướng từ quả bóng đến khung thành, hơi nhón mũi chân để tạo năng lượng cho cú đá. Bước 2 là vung chân đà, bước đà cuối rộng và dài để tạo ra độ vung chân ra sau càng xa càng tốt, độ vung càng xa thì lực đá càng mạnh. Bước 3 là đá chân trụ đặt ngang bóng khoảng cách với bóng khoảng 20-30cm, mũi chân hướng về phía mục tiêu bóng cần bay đến. Bước 4 là chọn điểm tiếp xúc trên chân, đó là điểm mu bàn chân chính diện. Điểm tiếp xúc trên bóng là điểm chính giữa tâm của quả bóng. Bước 5, vung chân đi cất chéo qua thân người, kết thúc động tác. Chúc các bạn tập luyện thật tốt và tôi là Tuấn Bẹo.